Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thái Ngọc Mỹ Linh đây và Halloween cũng đã gần đến rồi nên Linh quyết định sẽ làm một vài video review về những món đồ chơi hóa trang chuyên dụng cho ngày Halloween này nhé. Và ngày hôm nay thì Linh sẽ review về một loại contact lens, kính áp tròng cực kỳ là kinh dị luôn. Nó có tên là White Out hoặc là White Blind hoặc là kính áp tròng mù. Kính áp tròng zombie nó có rất là nhiều tên, nhưng mà Linh sẽ dùng là kính áp tròng mù bởi vì khi các bạn đeo vào thì các bạn sẽ hoàn toàn là bị mù. Thật áp tròng mù đây, các bạn có thể nhìn ở phía trong hộp, nó hoàn toàn là màu trắng, nó lẫn vào cái màu của cái hộp luôn, cho nên là nhiều khi mình cũng khó xem một chút ha. Đây, và cặp lens mù này Linh hoàn toàn đã rửa với lại cái loại nước chuyên dùng cho nước rửa kính và đã ngâm trước 8 tiếng rồi. Khi các bạn muốn đeo lên thì các bạn nhớ ngâm ít nhất 8 tiếng trước khi đeo nhé. Và bây giờ Linh sẽ bắt đầu đeo thử cái này vào con mắt mình xem như thế nào nha. Vâng, và đây là contact lens. Khi mình nhìn kỹ các bạn sẽ thấy nó có những cái lưới li ti nhỏ nhỏ. Các bạn có thể vẫn thấy được khoảng 20% thị lực thông qua những cái lỗ li ti nhỏ nhỏ như thế này. Cũng có một số lens hóa trang nó sẽ không có lưới như thế này mà nó sẽ trắng hết luôn. Và Linh khuyên các bạn không nên mua những cái loại lens như vậy bởi vì đeo vô nó sẽ rất là nguy hiểm, mình không thấy một cái gì cả luôn. Thị lực mình giống như là mù 100% luôn. Cái này ít ra cũng thấy được 20%. Thì Linh thích sử dụng cái bộ dụng cụ đeo lens hơn, Linh không thích dùng bằng tay. Nếu các bạn không có cái bộ dụng cụ đeo lens này, các bạn có thể sử dụng tay của mình để đeo cũng được luôn. Nhưng nhớ là phải rửa tay kỹ trước khi đeo lens nha. Và bây giờ thì Linh sẽ đặt lens theo đúng cái shape của nó, theo đúng chiều của nó và bắt đầu Linh đeo vào nha. Ok. Wow. Wow. Shit. Khi mà Linh đeo một bên mắt xong á, Linh cảm thấy bên đây nó mờ hẳn luôn, nhưng mà mình vẫn thấy đường, vẫn thấy nhưng mà mờ lắm. Và thật sự là nhìn nó rất là kinh dị và rất là sợ. Nếu các bạn nhìn kỹ á, thì nó không có trắng hoàn toàn mà là nó cũng sẽ có một ít giống như là nó bao phủ cái con màu đen của mình, nó vẫn còn thấy một ít màu đen bên trong nè. Nhưng mà nhờ như vậy thì mình mới thấy đường. Chứ nó mà che hết là coi như mình không thấy đường luôn. Oh man, Linh biết chắc là nếu Linh đeo cái này Linh sẽ không thấy đường 100% luôn nên cũng hơi sợ. Ok. Oh wow. Oh shit. Oh man. Oh, chắc nhìn Linh kinh dị lắm đúng không? Tại vì Linh đã đeo hai cái này vào rồi á, cảm giác giống như là nó rất là mờ, giống như là đang đi dưới một lớp sương mù dày đặc luôn á. Hai bàn tay Linh để trước mặt Linh cũng thấy mờ mờ. Oh man, nhưng mà cũng vui chứ bộ. Ok, theo Linh nghĩ thì đây là một trong những cặp lens kinh dị để các bạn có thể đeo vào và hóa trang và đi chơi Halloween. Nhưng vì sức khỏe và sự an toàn thì nếu các bạn dùng lens này, các bạn có thể rủ thêm một đứa bạn thân nắm tay để người bạn ấy dẫn bạn đi thì vẫn chắc ăn hơn, và không nên đeo cặp lens này khi lái xe nhé. Nếu các bạn muốn biết địa chỉ Linh mua cặp lens này ở đâu thì các bạn yên tâm nhé, Linh sẽ để cái đường link ở phía dưới description below để các bạn có thể click vào mà mua nhé. Và đây là cách các bạn tháo lens ra ha. Linh thì Linh sẽ dùng cái này bởi vì Linh rất là lười rửa tay. Ok, mình nhẹ nhàng bên mắt ra, dùng cái kẹt kế hướng và giật nó ra thôi. Oh, Linh đã thấy mọi thứ rõ ràng trở lại rồi. Oh my god, đúng là lens mù. Ok, đây là một dòng lens khá là kinh dị, riêng Linh nhìn Linh cũng khá là kinh dị. Và hy vọng các bạn thích video này và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Linh để xem thêm nhiều video về hóa trang nè, về những cái gì đó kinh dị và điên điên khùng khùng của Linh nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye.